Chào tất cả anh em luôn nha. Hôm nay mình cũng chia sẻ pha súp cà ná nha anh em. Rồi mình cũng chúc tất cả anh em pha cà ná về khai thác hải sản cá cơm ở Bình Thuận thật nhiều sức khỏe và năm mới làm ăn phát tài phát đạt luôn nha. Rồi nhiều anh em thì cũng nói rồi ra Khánh Hòa, Ninh Thuận, Phú Yên gì mà tại sao mình kêu cà ná nha em. Thì mình cũng anh em cũng thông cảm với mình. Mình cũng kêu theo cái từ địa phương thôi nha anh em. Thì mình kêu là dùng ghe cà ná về cảng La Ghi để khai thác hải sản cá cơm nha anh em. Rồi mình cũng chúc cho tất cả anh em luôn luôn sức khỏe luôn. Đó, Khánh Hòa là 00737TS nha anh em. Đó, mấy ghe này tầm từ 15 mét đổ lại anh em. Đó, ghe thì ghe đều lắc chích rất đẹp nha anh em. Đó, đều trang bị đèn led luôn em, ghe trang bị đèn led nha anh em. Có một số ghe chưa trang bị đèn led nha anh em. Anh em thấy không, cái cái bè dưới con lươn nước đều là một màu nha anh em. Màu đen với màu đỏ thôi nha anh em. Đó, đặc trưng của nó là dùng cà ná gì đây là gì đó anh em. Anh em thấy không, mặt ghe lắc chích rất đẹp sáng bóng càng luôn nè. Nó đang lù lù gì tới cái bãi đậu ở ngoài anh em, chứ không vô cửa cảng, ít vô cửa cảng đâu anh em ơi. Nó cần cá xuồng cái cần cá xong rồi là anh em nghỉ ngơi ở ngoài cửa cảng là xíu là mấy anh chiều chiều anh sẽ rút đi liền anh em. Đó, tiếp tục mình cũng chia sẻ với anh em luôn nha, pha súp cà ná nha anh em. Đang về cảng anh em. Nhìn rất là đẹp của nhà mẫu ghe này ạ. À, nhìn rất là đẹp là sao luôn. Nó thiết kế cabin cũng màu vàng luôn anh em, viền màu xanh anh em. Đó, nhìn thấy đã không, vàng vàng bóng đèn pha rất đã anh em, đẹp luôn đó. Mình cũng cảm ơn tất cả anh em đã góp ý cho mình trong suốt thời gian qua luôn nha. Thì cũng có nhiều anh em thì nói mình ghe này nọ, thì anh em mình hôm nay mình cũng giải thích cho anh em luôn đó. Thì mình cũng thừa biết là ghe Khánh Hòa thuộc về Nha Trang nha anh em. Còn cái Phà Súc Ninh Thuận thuộc về Cà Ná, Phú Yên luôn nha anh em. Đó, thì anh em xem clip cũng hộ cho mình đi. Thì mình cũng kêu theo cái từ địa phương cho nó dễ hiểu chút nha anh em, cũng thông cảm cho mình. Vì mỗi một vùng miền kêu một một kiểu khác nhau nha anh em. Đó, Phà Súc Cà Ná cũng đã sửa về tới cửa cảng rồi đó anh em, ngoài cửa cảng nha anh em chứ không có vô cửa cảng đâu. Đó, nhìn ở phía xa cũng là một cái kia pha súc đang tăng tốc về cửa cảng đó anh em, thấy không, nó rất là oai vệ về cửa cảng không, đang phi nó quả nhiên con sóng nhấp nhô nha anh em. Ở ngoài vậy, ngoài kia lúc này biển lúc này giờ hiện tại là nổi gió lên anh em, tuy là buổi sáng chứ nhưng mà gió máy cũng lớn lắm anh em, chạy tốc độ phi phù về cửa cảng luôn anh em. Nó ghe cũng tầm 12 mét đổ lại này, bề ngang cũng 3 mét 2 anh em. Thấy không, thấy đều bóng đèn pha màu xanh rất đẹp nha. Đặc biệt là anh em thấy để ý cái ghe này lắc tiếp, nhưng mà có cái đặc điểm chân là cái dàn be với con lươn nước đều sơn màu giống nhau nha anh em. Cái mặt ghe thì nhiều chủ sơn khác nhau, màu xám màu xanh cũng không chừng nha anh em. Nó đang tăng tốc chỉ cái cản, nó giặt sóng vô trẻ sóng rất là đẹp luôn nha anh em. Ở phía sau cũng là những kia đánh lưới buổi sáng về đó anh em, cái cá động rồi đó nào đó ngày đang nhảy sóng về cửa cả anh em, thấy không, sau những giờ lên đên ngoài khơi về các anh cũng đã tăng tốc về cửa cảng anh em. Chiến lợi phẩm là gì, là những con cá cơm tươi ngon nha. Nó đang tăng tốc quá chữ cực tốc độ luôn nha anh em. Đây, ghe Khánh Hòa chắc chắn luôn anh em, gần gần chút là mình sẽ bảo đảm chị ghe Khánh Hòa. Tại ghe Khánh Hòa mặt ghe nó tốt hơn ghe của Ninh Thuận nha anh em. Em thấy không? Đang chạy tốc độ rất dữ vì cửa cảng luôn đó anh em. Em thấy không? Chạy mặt ghe sáng bóng choáng luôn anh em, thấy không? Buổi sáng mà mặt trời mọc lên là chói chói bên thôi. Mặt ghe nhìn rất nổi trội đẹp luôn nha anh em. Chạy tốc độ 095TS luôn nha anh em. Khánh Hòa đó anh em. Ok, nó easy luôn á.
Ghe này cũng trang bị mình dàn đằng led luôn rồi em ơi. Đó, khoa xúc cái ná đang thẳng tiến chạy cửa cảng luôn nha em. Chạy quá đẹp luôn em. Đúng đẹp luôn ghe, đúng kênh luôn em, mặt ghe nhìn là ghiền là xem là nghiện nha em. Rồi còn mình cũng thường hay nói là nhiều lúc mình ra đây mình quay nó hơi lắc, anh em cũng thông cảm cho mình luôn nha. Chứ không phải là clip nào cũng vậy nha anh em, nó Khánh Hòa 94095TX luôn nha anh em, số hiệu nha anh em. Mặt ghe nhìn rất đẹp anh em thấy không? Nó dán ghe chuẩn luôn, dán ghe thiết kế đèn led luôn anh em, đó 2468 bóng nha anh em. 2816 bóng hai bên nha anh em, quá tuyệt vời quá đẹp luôn. Đang tăng tốc chạy cửa cảng nha. Đó anh em thấy không, chạy tốc độ cũng dữ lắm ghe này nha anh em. Nãy ghe nó chạy tốc độ chậm rãi thôi, còn ghe này chạy tốc độ ghê lắm. Hôm nay buổi sáng ngày gió máy nó ít cho anh em, chạy nhanh rất là bình yên về cửa cảng luôn. Lắc lư nhìn rất đẹp nha anh em. Biển lúc này không xanh giận giận thôi. Đó, mình cũng tiếp tục chia sẻ với anh em này này, ghe của Ninh Thuận à. Không lộ mà Khánh Hòa luôn em ơi. Mặt ghe nó tốt. Anh em thấy không? Khánh Hòa 90 90278TX luôn nha anh em. Rồi ghe này trang bị cho mình bao nhiêu bốn đèn led đây, 2444 nha anh em. Đó, ghe này cũng tầm 12 mét đó anh em. Anh em thấy không? Hàng lính luôn. Đó, đang tăng tốc chạy cửa cảng nha anh em. Tốc độ yếu hơn nãy nó để ghe mặt ghe rất tiếp nhìn cái quá kênh quá đẹp nha, bóng nhìn muốn thấy người luôn anh em. Bởi em xem vô anh em sẽ cố gắng xem này và ủng hộ cho mình luôn nha. Quá đẹp nha anh em. Nó còn cái trang bị đèn led, xem cái đèn pha nó mới ớn ngần anh em thấy ghê không? Để cho tiện cho anh em công việc đánh bắt cá cơm nha anh em. Đó, phía xa cũng là một chiếc ghe nữa đó anh em. Ghe của Khánh Hòa luôn rồi. Nhưng đa số là ghe Khánh Hòa về đây là nhiều nha anh em. Khánh Hòa anh em, Ninh Thuận cũng ít à, Phú Yên cũng ít nữa anh em, cũng tùy theo ngày ghe về nữa anh em ơi. Khánh Hòa là 96374TX luôn nha anh em. Nói ra để cho em toàn là ghe toàn là đều sơn cái da với cái con lươn nước giống nhau cho nha anh em. Đó, mặt ghe anh em thấy không? Mặt ghe này quay nấy sáng bóng kèn xoèn đều lắc tích rất là đẹp luôn nha anh em, quá tuyệt vời luôn. Ngắm dáng ghe chạy thật là ghiền luôn anh em, đúng chuẩn đẹp luôn em không. Những mẫu ghe đẹp cũng như là mình lưu giữ là những khoảnh khắc mẫu ghe đẹp để là cho anh em mình những lúc nhàn rỗi rảnh rỗi xem được clip ủng hộ cho mình luôn. Và những gì mình chưa có tốt thì anh em cứ bình luận phía dưới video để cho mình khắc phục và chữa chữa luôn nha, để cho kênh mình một ngày một tốt và hoàn thiện hơn nha anh em. Là nhờ có những đóng góp của anh em là nguồn động lực và niềm tin lớn nhất cho mình anh em. Mình chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã góp ý kiến cho mình trong suốt thời gian qua rất là nhiều luôn nha. Mình cũng sẽ cố gắng chia sẻ những khoảnh khắc đẹp, những mẫu ghe đẹp để cho anh em mình chiêm ngưỡng nha và lưu giữ làm kỷ niệm luôn nha anh em. Rồi đem theo cái món đèn pha màu xanh rất là đã luôn nha anh em. Ghe này trang bị đèn led chưa ta? Trang bị đèn led luôn rồi anh em ơi, đó. Nhiều số mà nhiều ghe chưa trang bị đèn led nha, cabin thì màu vàng hết nha anh em, viền màu đỏ nha anh em. Nó chạy giờ chậm rãi, nó tới bãi đậu rồi, nó chạy rất là chậm rãi luôn nha anh em. Mẫu ghe quá đẹp đây, thấy không? Dáng chuẩn không? Dòng nghèo 36 luôn anh em. Quá đẹp. Đó, vô bãi đậu đó anh em. Anh cũng chuẩn bị chọn điểm là hạ neo xuống là neo đậu hồi là xuồng ca cân cá là ảnh tắm nước rồi chuẩn bị quăng neo nè, dục neo xuống nè, neo xuống rồi đó em, cũng đã chọn được điểm đậu rồi đó em, đúng xuống quăng neo xuống neo đậu rồi đó em. Nó chỉ đợi xuồng ca cân cá hấp đầu là anh tắm rửa giặt lưới xong xuôi rằng nghỉ ngơi nha anh em, ngủ đã xong bắt đầu là chuẩn bị chuyến tiếp theo luôn.
Rồi, mình cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua rất là nhiều luôn. Và những gì mình còn thiếu sót thì anh em cứ comment phía dưới nha. Còn những ai chưa đăng ký kênh, nhớ đăng ký kênh ủng hộ, like và subscribe cho mình nha. Mình cảm ơn đại gia đình rất là nhiều luôn nha.